Alo Có ạ. nghe rõ không ạ? Vâng ạ, Vâng, xin chào chào bác chị. sĩ ạ. Vâng ạ, xin chào chị. Vâng ạ. Tôi tên là Phương, 66 tuổi ạ. Vâng. Tôi muốn hỏi bác sĩ xem là bệnh của tôi như thế nào, mà tôi mới đi khám thì là biết chỉ số đường của tôi, đường huyết của tôi là nó 7,5 chấm, Vâng. mà HbA 1c thì là 6,7%. Vâng. Hiện thì bác sĩ chưa cho tôi uống thuốc gì mà Vâng. chỉ yêu cầu tôi là về thay đổi những chế độ ăn và luyện tập. Vâng. Tuy nhiên là tôi cũng tìm hiểu thì biết rằng là tiểu đường này là nó, nếu mà không kiểm soát tốt ý, thì là nó biến chứng, là nó dễ gây đột quỵ và tai biến, Vâng. mà tôi lại đã từng bị tai biến một lần rồi. Thì Vâng. rất mong bác sĩ tư vấn giúp tôi với cái trường hợp của tôi như thế ạ. Vâng. À, cảm ơn chị Phương, 66 tuổi, 66 tuổi. À, chị đã mắc bệnh đái tháo đường và mức đường huyết chị cũng mới chưa phải cao lắm, 7 là đái tháo đường 7,5 và HbA1c cũng 6,5, 6,5% thì cũng là đang ở cái diện thấp. Thì ở đây là đã là đái tháo đường nhưng gọi là bệnh thể trạng giai đoạn nhẹ, nhẹ. Thì bác sĩ không cho thuốc hạ đường huyết. Nhưng mà theo quan điểm chúng tôi, chị nên dùng cái thảo dược hộ tạng đường thay cho cái thuốc tây. Vì mức đường này kể ra mà nói, có những bác sĩ người ta vẫn cho cái viên uống hạ đường huyết. Nhưng mà nếu bác sĩ không cho thì chị dùng cái sản phẩm hộ tạng đường này vẫn tốt. Chị dùng như chị đã nghe từ đầu chương trình rồi, liều trung bình là 4 đến 6 mg/ngày 3 lần. Chị có thể dùng nâng cao liều lên hoặc giảm liều khi nó đã ổn định mức đường huyết là về ở cái mức là dưới 6 đi. 5,6 đến 6,9 mmol/L là tiền đái tháo đường. Nếu chị về được dưới 5,6 là về bình thường. Vì mức đường huyết là 3,9 đến 5,6 mmol/L. Từ 5,6 đến 6,9 gọi là tiền đái tháo đường. Và chị về nên về dưới 6 là ở cái mức tiền đái tháo đường rồi về bình thường bằng hộ tạng đường. Chị có thể dùng liều cao kéo dài trong thời gian đầu. Mà thời gian đầu là mấy tháng tùy vào mức đường huyết của chị, tùy vào kinh tế của chị. Nếu có điều kiện kinh tế, chị có dùng liều cao kéo dài 3 tháng, 6 tháng. Nhưng phải đo được chỉ số đường huyết. Khi trở về bình thường, ở mức an toàn, chị có thể giảm từ từ cái hộ tạng đường này. Mà thấy rằng giảm chị đã dùng liều cao, chị có thể giảm xuống 6 viên trên 2, có thể giảm xuống 4 viên trên 2. Nhưng phải kiểm soát được mức đường huyết. Đấy, luôn luôn kết hợp với ba vấn đề hết sức quan trọng trong bệnh nhân đái tháo đường mà chúng ta nói từ đầu chương trình: tinh thần, đi bộ và đặc biệt chế độ ăn dành cho bệnh nhân đái tháo đường. Tôi là Thắng, 70 tuổi. Tôi đã bị tiểu đường 2 năm nay. Tôi thường xuyên phải uống thuốc để kiểm soát tốt đường huyết của mình. Cách đây không lâu, da tôi bắt đầu khô ngứa lạ thường. Một thời gian sau, da dày lên, nứt nẻ rồi bong tróc như da rắn. Các vết thương trên da, dù nhỏ nhưng rất lâu lành, ngày càng lan rộng. Dùng thuốc kháng sinh mãi mà không khỏi. Ban đầu, tôi cứ tưởng đó chỉ là bệnh ngoài da. Tôi không để ý. Cho đến ngày bàn chân bị vết loét nặng và rất sâu, tôi mới biết biến chứng tiểu đường đáng sợ đến vậy. Thực tế kiểm soát đường huyết thì chỉ hoãn sự biến chứng thôi. Phẩm bảo vệ sức khỏe hộ tạng đường hỗ trợ giảm và cải thiện đường huyết, hỗ trợ giảm cholesterol máu, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tim mạch thần kinh do đái tháo đường. Đặc biệt trong viên uống hộ tạng đường được sản xuất tại nhà máy công nghệ cao Hồng Bàng và được ứng dụng thành công công nghệ lượng tử quantum.